Chào tất cả anh em, Trung Bonsai đang có mặt tại làng đào Phú Sơn. Đặc biệt là anh Hồng thì anh đã và sưu tầm về được một đôi khế chua. Theo ghi nhận thì anh cây khế chua này rất là nùn và côn. Ngày xưa anh em người ta cũng uốn rồi. Một trong những cây khế chua độc đáo nhé. Thì anh Hồng nói là hôm qua mua 500 hai cây này. Thì Trung Bonsai cũng nên là ghi hình gửi tới anh em nhé. Một trong những cây khế chua rất là to, vui thôi, nhưng mà cũng rất là khủng. Mua 500 rồi là cho thêm chủ nhà 500, đấy là 1 triệu. Đây là cây thứ hai này. Đó, các anh đang ngoài kia ngắm đào thì Trung Bonsai quay nhé. Hôm qua là không biết thế nào mà đã chặt ký rất là nhiều, bỏ đi rất nhiều cành đây. Quá. Ngắm được cây khế chua này. Cây tìm người. Các anh mua thì rất rẻ, bán thì rất là được giá. Đây là những cây khế chua độc đáo, 102, tuổi đời cũng rất là già rồi. Anh Hồng mua rẻ quá. Đẹp quá. Năm trăm hai cây khế mua xong còn phải kỷ niệm cho nhà vườn 500 ăn Tết nữa. Với những cái giá mà các anh mua Tết này rất là rẻ. Chia sẻ với anh em một số tác phẩm khế chua nhé. Đây là những cái khế nhỏ anh Hồng đang tạo tác đây, còn những cái kia là anh vừa mua về sắp Tết rồi, một số nhà cũng đang xây nhà thì cũng bán lại cho anh Hồng với cái giá rất là rẻ, chỉ có 500 thôi mà đã hai cây to như hai cái phích rồi. Thì đây là cây mà thứ hai ba mà Trung Bonsai muốn chia sẻ. Đây là những cây mà anh Hồng mới cấy từ cái hạt rơi xuống đây, quả khế rơi xuống đó. Anh đã cấy và đã bẻ cho nó một cây cung rất là đẹp, bất ngờ quá. Đây nha anh em nha, tiếp tục nuôi tiếp. Vừa rồi là mẫu đơn sốt, không biết là ươm kiểu gì mà thấy cành nó nhỏ hết rồi. Đây anh em ạ, mặc dù là cũng là yêu và sưu tầm rất nhiều mẫu đơn, nhưng mà do vừa rồi là có cái đợt hanh là các anh ươm này, chủ quan này đã hy sinh một số các cành rồi. Đấy. Nói đến mẫu đơn thì các anh là quá là ok rồi, nhưng mà vừa rồi là các anh cũng chủ quan này, một số cành đã ra đi, ươm nó không gặp mà thời tiết. Đây cũng có một số cành đang lên đây. Số cành thì đã lỏ rồi. Đây là những cây đơn giống này. Đơn thì thường thường là mùa hè thì nó không được ok mấy, nhưng nếu mà người ta ươm sẽ rất khó này. Chọn mùa mưa thì ươm cây thì nó ok hơn. Đây, ra làng đào thì gặp các anh ghép đây. Tận dụng từng cây nhỏ nhất để ghép đây. Đó. Rồi. Tết sắp đến rồi thì hoa đào đang nở rất là đỏ và đẹp nhé. Thì đây là những gốc đào mà anh Hồng là sẽ mang ra trong dịp Tết hôm nay. Đặc biệt là những cái cây đào rất là to và khủng, có tuổi đời thâm niên cũng trên dưới 20 năm rồi. Những cây này khoảng độ 3 triệu. Đấy, anh vừa báo giá nhé. Đấy.
nụ đang rất là nhiều và đổ bông, những bông hoa đào. Đó, cây này cũng có giá khoảng 5 triệu. Đặc biệt anh Hồng có một cây đào anh nuôi 7 năm rồi, đã ghép đã chơi mấy vụ. Năm nay anh bán giao lưu cho anh em nào thiện chí với giá là 15 triệu nhé. Đó, công sở thì rất hợp. Cây này to như xô sơn. Quá là nhiều đào, đặc biệt là chủ sở hữu sở hữu rất nhiều ổi quật. Đang chọn cây. Quật mini giá rẻ chỉ tầm 50k đến 70k một cây. Cây này, cây này rẻ thôi. Cây thì rất là nhỏ, quả thì rất là sai. Thôi, để đi về bên trong uống nước thôi. Ông chủ đang gọi rồi. Đây nhá, những cái cây này anh Hồng ghép hết đây, chanh đây. Đó, chanh cũng ghép nha. Mẫu đơn. Để chúng bonsai cũng xin dừng video nhé, để uống nước nhé. Để hẹn anh em video tiếp theo với nhiều tác phẩm đẹp cũng như là ý nghĩa tại vườn cây của anh Hồng đây. À, tại làng đào Phú Sơn, một trong những làng đào nổi tiếng về những cái cây đào ghép. Đây nhá, anh em nào đi gặp thì gặp mua những cây khế này, tuổi đời trên dưới 30 năm rồi mà có 500k thôi. Nói không ai tin nhưng mà anh Hồng mình đã mua về chiều tối hôm qua. Giá rẻ bất ngờ cho anh em nào mà đam mê mà muốn sưu tầm nhá. Quá là hay luôn. Một vài năm là vào tay các anh là ra cây thế ngay. À, đây cũng là một gốc si mà các anh đang tạo tác đây. Gốc si này nghe nói anh mua có đâu 700k. Một trong những gốc si mà nếu mà chỉnh sửa uốn lượn lại thì nó cũng hay đây. Con này chắc là si trắng hay sao. Đẹp quá. Mặt sau chưa nào. Hôm nay chung bonsai và anh bonsai trên chính hiệu đi tham quan vườn đào nhé. Thì có ghé vào đây, cũng ghi rồi. Ú cục lắm chứ. Để tí chung bonsai hỏi trong gốc này bao nhiêu tiền nhé. Mua về chơi. Để, các anh mua thì rất rẻ rồi mà hỏi các anh là chưa chắc các anh đã ra rồi nha anh em nhé. Đấy. Đây là những cái mà anh vừa mua xong, chỉ giá vài trăm ca thôi, 300-400k một gốc thôi, mua về để anh chơi đây. Anh em vào xem và đừng quên nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video mà
Chúng một sai ghi hình ở Nàng Đào Phú Sơn nhé. Xin thân ái chào tạm biệt anh em.